Ê, ông ấy chức lại lát thêm chuyện chuyện cũ là sao, lắng nghe nha. Mời Đức Tài. Hay sao nói đi, nói số Dạ chuyện vâng, cũ đang nào. mời ạ, mời Tài. Tài giơ tay kìa, con Dạ, con xin chào thầy Tổ, con xin chào cô Lan Anh, con xin chào tất cả các cô chú anh chị trong phòng của mình. Hôm nay như thầy áo xanh á, thầy lát thấy mát, mát lắm thầy à. mát Cái gì à nó mát mát mát. à Dạ. em không xem Nó thấy mát mát hay cách đầu ngón tay nó vào. Con thấy nó giống như là có một cái gì nó phản phản vô tay nó vào thôi. Nhưng mà cái lực nó rất là mà nó mát thầy ạ. mạnh yếu Hút mạnh thầy ạ. Lực mạnh nó à hút đã tay nó hút giống như nó đi 10 vào 10 đầu ngón tay thầy. Mà cái lực nó hút nó à cảm nó giống như là có một cái sóng nó mát 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 đó mát mát không? Rồi rồi rồi, bây thầy. giờ mấy người khác đi, Dạ. bây giờ mấy người khác Dạ. đi mà không thì lắc cái chung cũ, bây giờ đi chung mới đó, lắc chung mới đó, coi chung cũ ra À, có nghe xin phép không hết. Mời tiếp tục người tiếp theo. không? Mời đi. Con xin mời sơ, con xin mời sơ, sơ biết ạ. Dạ, con xin chào thầy Tổ, chào cô Lan Anh và quý học viên. Là em thấy khi mà thầy rung chuông á, thì đầu 10 ngón tay của em nó tê và mát mát. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Cảm ơn sơ. Xin mời Bạn quay đi, cô này. Là... Xin chào thầy Tổ ạ, con chào cô Lan cùng cả lớp ạ. Anh chụp Con đi. nghe tiếng chuông của thầy thì con chỉ mải nghe tiếng chuông, xong âm thanh hôm nay có khác hơn hôm trước không, thì là cảm giác như kiểu nghe đến mùa xuân về ấy ạ. Nghe đúng À, như này kiểu xin mời. nó nổ mà đêm giao thừa ấy thầy ạ. À, cái Hân này gì mùa hoan. xuân về phải không? Mùa xuân về phải không? Dạ vâng ạ, cảm giác đúng như mùa xuân về, cảm giác nó hân hoan lắm thầy ạ. À, cái chung mới là hân hoan ha. Hân Dạ hoan vâng là hay. Một ý kiến, một ý kiến. ạ. Dạ vâng ạ. Và hôm nay cái tiếng chuông rất là hay thế thầy. Nên là bây giờ À. mới dần dần cảm nhận được là cơ thể đang nóng dần lên rồi thầy ạ. À, Rồi cảm cô ơn bạn tên Hồng, gì xin mời chị. con có biết tên gì, tôi mới Dạ nói đó, tên gì? con là Hồng, con ở Nam Định ạ. Hồng á, tên Hồng á, Hồng tên Hồng. làm ở bệnh viện Nhi thầy ạ. Bạn này thầy có lấy số điện thoại của bạn đi rồi đấy ạ. Bạn này Bác sĩ cũng à, rất là bác sĩ mong à, muốn. Dạ vâng ạ. ông bác sĩ à. Dạ vâng ạ. Con có bạn thầy. Rồi bữa nào đi hẹn. Bây giờ thì Dạ. mấy người khác thì mấy người khác nói gì cho chung mới làm sao để chung sớm các Xin mời cô chị Vũ tiếp Thị Ngân ạ. Xin mời chị Vũ Thị à, Ngân ạ. dạ con tri ân thầy Tổ, cảm ơn cô Lan Anh và cả lớp. Hôm nay con nghe tiếng chuông của thầy rất hay, chuông của thầy như là một bản nhạc ấy, và như một dàn nhạc ấy, nó rất là giòn mà nó lại vang hay lắm, mà con thấy rất là phấn khởi, người con ấm lên thầy ạ. Vâng ạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn cả Nó lớp. tên, nó tên, nó nghĩ luôn, tên gì nói đi, tên, dạ tên gì, nó dạ tên con là gì. Vũ Thị Ngấn ở Long An ạ. À, rồi, rồi, con nha, dạ anh biết ai, ai phản dạ ứng, à, rồi, điều khác nữa, cái chuyện này dạ có lý anh nha, chuyện này cũng, cũng tốt, tốt. Con Hay chào lắm thầy á. Tổ ơi. Con Thái Lan ở Trà Vinh. À, Xin Thái mời Lan thầy, đây xin mời Thái Lan. Tôi với Thái thầy. Lan đây nhìn, nói đi, thấy sao, thấy Tiếng sao, nghe vui quá à. cái tiếng vui vui hả? Dạ, còn cái cảm giác Sao? thì vẫn nóng ở trong 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 đằng sau lưng nó nóng lan ra rồi nó đổ mồ hôi. Rồi À, cũng hết nóng theo, cũng nóng theo, chắc là cũng nóng nữa, nóng. Rồi gì khác đi. Hoàng Anh bác sĩ xem nào, Hoàng Anh bác sĩ xem nào, hôm nay nghe tiếng chuông của thầy cảm thấy gì nào? Thầy hôm Dạ nay con Hoàng Anh như nào? dạ con kính chào thầy Tổ Vũ Châu, con kính chào cô Lan Anh, à, kính chào các bạn ở hội quán và các quý học viên đang học không ạ. Xin chào cả lớp ạ. Xin mời bạn Hoàng Anh Đây tiếp ta tục. đồ ăn tiếp tục nói đồ ăn cho ai tiếng chuông nghe nghe sao. Dạ con nghe tiếng chuông xong con thấy lạnh, bây giờ con phải đi tất phải đi mặc áo thầy ơi. Ủa à, con người thấy nóng người thấy lạnh hay không,
Lạ nghe chưa? Lạ nghe chưa? Ê, dạ bên con thấy lạnh, thấy lạnh bây giờ, người con này đang nóng mà bây giờ thấy lạnh con phải đi tắt đi mặc áo thầy ơi. Bà anh ơi, bà anh, sao thấy mặt bữa nay, sao thấy mặt vài con mập ra mà vui vậy ta? Sao vậy ta? Dạ mặt con nhờ... Khánh quá, sao giờ thầy dạ, con nhờ anh Dương Khí Công của thầy tổ à. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là mà bác sĩ Hoàng Anh ạ. Bạn đang là bác sĩ chuyên gia ở Sydney ở Úc và bạn yêu mến Thiện Trần là bởi vì Thiện Trần đã thành công cho chính bạn ấy. Nhờ ta đang xem một cái clip nhờ ý chẳng mình sống mình tưởng chết rồi đó và nhờ mặt như này không nhờ ý là chết tiêu đó phải không con không dạ, nhờ, dạ đúng rồi chính như mặt là tiêu đó thì con nói là sẽ ra đi chút xíu một phút thôi. Bây giờ, bây giờ con xin kể lại là tại vì con cũng biết chuyện Trần cũng gần hơn 3 năm rồi và bây giờ thì con về bây giờ năng lượng cũng nhiều rồi thì tuần con thở có vài 2-3 lần thôi nhưng năng lượng rất là mạnh và đặc biệt là chữa được thành công và con chữa cho bố mẹ con ở Việt Nam là bệnh tiểu đường á. Dạ, khi con có học qua sơ qua cái ảnh con của cô gì Châu, cô Phạm Minh Châu, Hoàng Anh Châu, ấy, dạ. Hoàng Anh lại cái camera để cho nó rõ cái hình của Hoàng Anh đi, không nhìn rõ. Lấy đoạn này, lấy đoạn này chụp. Dạ. Rồi nói đi, nói đi. Dạ, thì con chữa huyền công cho ba con, thì ba con đường thì thường thường là 11, 12 chấm. Nhưng mà con chữa huyền công trong 9 ngày và bắt ra sẵn uống nước lọc một cách uống nước lọc của 2660 của con chỉ nữa thì bây giờ đường có xuống còn 8.4 à, rất là mừng thầy à. Dạ quá hè rồi chỗ tay dạ. Dạ mà tiểu đường là gọi thuật lại là khó chữa đó nhưng mà mình nhờ năng lượng của thầy tổ là con nữa là nên khi chữa là con chung năng lượng của thầy con mạnh chữa rất là nhanh mỗi lần chữa khoảng 10 phút thôi à, không có nhiều. Bà con xuống bữa đây là bà em nhưng mà rồi còn cái vụ mà nói về suýt chết á con nói à dạ thì con suýt chết thì con đã chết 10 phút rồi khi ngừng đập 10 phút thì lưỡi con cũng cứng rồi khi con có vợ con bên cạnh bên cạnh xuống thì chặt mặt với là bấm huyệt 19 thôi. Thì dạ thì cũng sống con mà may ở dưới trùng hợp một cái là dưới huyệt 19 là có huyệt 217 là cũng là ngày sinh của con luôn thì con nghĩ chắc là cô duyên con đến dự trận đây ạ. Dạ dạ nhiều cái kỳ lạ quá dạ dạ ngày sinh hay gì 2/27 á 2/24/7 thầy ạ 2/24/7 ngày sinh 2/24/7 mà bữa nay là cái ngày mà bị đó dạ ngày bị là con bị tháng 5 thầy ạ. À, bị tháng 5. Dạ, tháng 5 2020, 19 rồi. Mà dạ, nhờ giờ con... Dạ. Chỉ và cả không tiêu rồi rồi. Nhờ chỉ. Tiêu dạ. Tiêu rồi. Rồi. À, chúng ta có nghe rõ chia sẻ của bạn Hoàng Anh đúng không ạ? Bạn Hoàng Anh có nói là bạn Hoàng Anh đã biết cách đây 3 năm nhưng mà may mắn của bạn ấy là khi mà bạn ấy học được Trần thì bạn ấy có chia sẻ và hướng dẫn cho vợ bạn ấy. Đấy là một trong những cái bài học và kinh nghiệm từ bạn Hoàng Anh cho nên rất tha thiết, rất mong muốn là nếu chúng ta đã học Diện Trần thì cố gắng chia sẻ và hướng dẫn cho người bạn đời của mình hoặc là người ở nhà của mình, người thân của mình. Phòng khi mà chúng ta gặp những cái chuyện bất chắc mà chúng ta không tự mình xử lý được giống như là bạn Hoàng Anh, may mắn là bạn ấy tin yêu Diện Trần và bạn ấy đã hướng dẫn cho vợ bạn ấy. Rồi là trong khi mà bạn ấy bị cái biến cố xảy đến với bạn ấy là bạn ấy đã tim ngừng đập trong 10 phút và lưỡi đã cứng rồi nhưng mà nhờ cái việc của bạn ấy hướng dẫn cho vợ và vợ đã gạch mặt và ấn huyệt 19 đã cứu được bạn ấy. Đấy là một cái mà con nghĩ rằng là chúng ta nên cố gắng chia sẻ cho người bạn đời của mình hoặc là người sống cùng với mình vì mình cũng không biết được là sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra và có nhiều khi mình không có khả năng tự xử lý cho mình nữa thì phải có cái người thân người ta biết được người ta giúp mình
Thì đây là một cái may mắn của bạn Hoàng Anh, và may mắn là vợ bạn ấy đã tin và cũng đã làm, chứ nếu mà vợ lại không tin thì không biết gì thì chắc cũng rất là khó. Cái may mắn của bác sĩ Hoàng Anh. Rồi xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Anh. Con xin mời sơ Nguyễn Thị Trung ạ. Xin sơ chia sẻ một chút về cảm nhận của sơ trong cái buổi ngày hôm nay mà thầy rung chuông mới. Là con kính chào thầy tổ của Phúc Châu, chào cô Lâm An và cả nước. Và khi thầy rung chuông á thì con thấy trong người đã ấm nóng hết lên ạ. Hồi nãy thôi anh nói lạnh đi thì vô nó sẽ nóng lên. Mũi người khác nhau hay không, lạ không? Dạ kính thưa thầy, có học viên Hà Việt Bảo chia sẻ là con thấy năng lượng dồn dập lắc cả người. Thầy nghe rõ con đọc không ạ? Con nghe dồn dập lắc cả người đó. Vâng. Học viên Hà Việt Bảo chia sẻ. Nhưng mà so sánh đi cái chuông cũ mà mấy bữa trước cái chuông cũ này, không biết cái chuông này Hà Việt Bảo đâu ạ? Học viên Hà Việt Bảo đâu ạ? Hà Việt Bảo xin mời chia sẻ đi ạ. Tổ ạ, cô Lan Anh ạ. Vâng, thế hôm nay là năng lượng mạnh lắm thầy ạ. Con thấy mạnh hơn cái chuông cũ. Con nhận xong nó lắc người mà bây giờ thì nó nóng hết cả cuộc sống rồi ạ. Trời trời. Chuông cũ mà bữa chuông mới là mạnh hơn chuông cũ rồi trời. Phải không? Chuông cũ thì nó vào nó nhẹ nhàng từ từ, chuông này nó vào dồn dập lắm. Vâng ạ. Thì có hai cái này vũ khí lợi hại quá. Thầy bữa thầy có thí nghiệm đó, thí nghiệm coi cái nào, đó là sao. Có hai cái mình lắc này, được lắc cái kia. Khác nhau. Cảm ơn các học viên Hà Việt Bảo. Cũng thưa thầy, các học viên chia sẻ. Ông thầy đặc biệt là cần trở lên hạ. Tới giờ con vẫn còn cảm giác đó, con kính tri ân thầy. Thấy sao con thấy gì, con thấy mà nóng hay là mát? Dạ, thấy. Thấy bạn Trần Thị Thiên thì thấy rung hết cả người. Đặc biệt là phần mặt trở lên, tới giờ vẫn còn cảm giác đó. Con kính thiên thầy. À, học viên Huế chia sẻ là kính thưa thầy, khi thầy rung chuông con có cảm giác có nguồn năng lượng đi vào người, cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Con kính thiên thầy. Học viên Nguyễn Thị Hòa cũng ăn chia sẻ, con kính chào thầy. Con thấy thật tuyệt vời từ các đầu ngón tay vào cơ thể từ đầu đến chân. Con thấy tuyệt vời quá. Trần Thị Hồng, kính thưa thầy, khi thầy rung chuông con cảm giác lưng con nóng ran. Kính tri ân thầy. Hôm qua con rất mệt với năng lượng suy giảm lắm. Nhưng lạ là cứ nghe thầy nói và được chia sẻ với thầy là năng lượng con lại trở về và háo hức nhiều lắm. Rồi, thưa thầy, đấy là những cái chia sẻ của ngày hôm nay mà mọi người có tin nhắn. Thì, nhưng mà con sao? Con riêng là anh sao? Là anh? Còn con lắng nghe chuông là thấy sao? Nói đi chứ, ý kiến. Con nó không còn chỗ nào để nó vào nữa rồi. Chỗ nào vào như thế nào? Thì không biết hai chuông khác nhau chứ. Có chứ, con có thấy khác nhau chứ, nó dồn dập, nó liên tục như thầy. Có chứ. Dạ vâng, cái sóng của nó liên tục, sóng của nó nhanh và liên mạch liên tục. Vâng. Nó có khác với cũ hơn. Khác nhiều à, khác rất nhiều. Dạ vâng, khác rất nhiều. Cái cảm giác là sóng thì nó mịn hơn nhưng mà nó nhanh, nó liên tục giống như cái cảm giác của nén khí ấy thì ạ. Tức là nó trở nên nhanh và sắc và mạnh. Nó liền mạch, nó liên tục. Con nhận thấy cũng là như thế nhưng mà vì con đầy quá rồi. Nhưng mà sao thầy lắc thầy không nghe, thầy không thấy cơ thể, thấy gì? Thầy mà thấy thì làm sao chúng con thấy được? Thầy mà thấy thì nó đi vào chứ làm sao mà nó đi ra được? Thầy vui, thầy vui. Vâng, kính thưa thầy, ngày hôm nay thì như hôm trước con có chia sẻ buổi ngày hôm nay thì mọi người sẽ được chia sẻ thành công. Thì chúng ta sẽ có thời gian ít để chúng ta chia sẻ thành công chúng ta đã thực hành như thế nào. Thì thứ hai, thứ sáu là chúng ta có rất nhiều thời gian và chúng ta sau một buổi thành công ở trên lớp thì chúng ta có cái cảm nhận như thế nào.
chúng ta sẽ chia sẻ. Xin mời ạ. Không là con gọi đấy, xung phong hay không là con gọi đấy. Đúng rồi, không gọi rồi. Nào, xin mời. Nào, ai giơ tay, xin mời chị Lê Ngọc Bích. Ơi, chị mở mic lên đi. Mở mic lên đi. Con kính chào thầy tổ, kính chào cô Lan Anh ạ. Con rất là sung sướng và kính tri ân thầy. Cái ảnh công thì con có thực hành là hôm qua, thường thường thì bố con thức dậy thì hay bị mệt. Lúc đầu con làm viện chứng cho ông được một ngày, nhưng mà sau đó ông không cho con đụng tới. Hôm nay con học được huyền công. Hôm qua con thực hiện ảnh công thì con gặp mặt và con làm lấy hình ông ra, gặp mặt và làm 6 vòng phản chiếu. Thì một chút xíu nữa là ông tỉnh dậy mà ông rất là khỏe ạ. Con kính tri ân thầy tổ ạ. Rồi hôm qua, hôm qua lúc con bị đau bao tử chút xíu thôi, lói tại vì con đang tiết thực thì con có cảm giác hơi bao tử bắt đầu hơi lói, thì con mới chụp cái con mới lên Google, con để cái hình dạ dày, xong rồi con lấy con tô màu hình dạ dày và con vừa tô vừa nói là xin năng lượng của thầy cho cái là con không có bị khó chịu, thì là tức thì là hết liền. Thưa thầy, con kính tri ân thầy, con mừng quá, nhất là con tìm được cái phương pháp này để chữa cho ba con. Con kính tri ân thầy ạ. Đã, rất đã rồi, bà nói tiếng Nam này rất đã gì đâu. Dạ, con sung sướng lắm ạ. Dạ. À, chị Mô Lan Anh. Nói đi. Cảm ơn chị Lê Ngọc Bích với chia sẻ của chị. Xin mời chị Hồ Kim. Hồ Kim. Kính. Không nghe đi. Không nghe thấy tiếng chị nói chị ơi. Nghe chưa? Có nghe không chị? Nghe hả? Cô có nghe tìm mạnh. Nói rõ không? Nghe chưa? Không. Được rồi, rồi bây giờ được rồi. Ngày mùa thu. Không nghe. Không nghe. Ủa sao nó tìm mạnh luôn. Rồi được rồi, đó, giờ được rồi. Nghe, Làm cho chị đứng đó, Hồ Kim làm thích cho chị nhân đau nửa đầu và đau kịp cái vai rồi. Và biết đi từ. Lúc đó Hồ Kim không nghe được gì cả, cô ghi lại nhưng mà không nghe được. Nghe nhỉ? Nghe được không? Đó, bây giờ mới nghe này, chị đừng có ngả người ra, chị ngồi như vậy đi, chị nói. Thầy Tổ và cô là cùng cả lớp. Chắc là chị Hồ Kim phải biết rồi. Cô được cô không? Rất là khó. Xin mời bạn Ngọc Diễm. Ngọc Diễm ở Đồng Nai đấy ạ. Dạ vâng, em chào thầy Tổ. Con kính chào cô ạ. Ngọc Diễm là người sử dụng file ghi âm tâm ngôn cho những em bé rối loạn phát triển đấy đúng không? Dạ vâng ạ. Ồ, kính thưa thầy, đây là bạn Ngọc Diễm mà ngày hôm nay con có gửi những chia sẻ qua cho em Lôi Ngọc Dị, và không biết em Dị có đọc cho thầy nghe không? Chưa. Mới nghe chút xíu, mới nói, con nói chưa. Dạ vâng, thế thì hôm nay Ngọc Diễm ngoài chia sẻ với việc là thực hành ảnh công ra thì xin mời Ngọc Diễm cũng chia sẻ cái giá trị về thân ngôn về rất sâu. À, em đã giúp được những gia đình mà có con rối loạn phát triển, và em cho rằng đây là một trong những cái phương pháp rất là tuyệt vời mà thầy Bùi Quốc Châu đã tìm ra.
Và khi mà đọc những chia sẻ của em thì cô rất là xúc động, mình rất là xúc động và đã gửi ngay cho cô Lôi Ngọc Dị và có nhờ cô Lôi Ngọc Dị là đọc cho thầy tổ của Quốc Châu nghe để thầy biết được là những công trình của thầy đã cứu được nhiều người như thế nào, và đặc biệt là đối với những gia đình có con cái là tài sản mà không thể nào mà giúp con được thì nhờ cái phương pháp của thầy đã giúp được các gia đình đó như thế nào. Ngày hôm nay nhân việc là mình không biết là học diễn học lớp này, thế thì Ngọc Dũng chia sẻ trước tiên là ảnh công theo quy định của lớp là chúng ta sẽ chia sẻ cái ảnh công, sau đó thì Diễm chia sẻ một chút về cái giá trị tâm hồn mà thầy tổ Bùi Quốc Châu đã tìm ra và em đã ứng dụng như thế nào, và hiện nay thì đã đang giúp cái nhóm của em như thế nào để mọi người biết được, mọi người cùng làm, bởi vì ở đây cũng có rất là nhiều sơ có thể là chăm sóc trẻ hoặc là có rất nhiều gia đình con em rối loạn phát triển. Em chia sẻ điều đó với thầy tổ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Thưa kính thưa thầy tổ, kính thưa cô Lan Anh cùng các bác ạ. Hiện tại thì khi mà em học ảnh công cùng với chồng em á, tại vì hai vợ chồng bận ấy, thì em sẽ học bài riêng, ảnh riêng. Thì hôm nay em vào đây lý do là cái ảnh công đấy là đợt khi học xong á, thì em cũng có trước đây em cũng có mua cái cuốn giải phẫu này rồi, nhưng mà em không biết làm gì với cuốn đấy. Sau khi học cái bài của thầy ấy thì em mới lấy cái đó em gặp trên cái cổ con em, tại vì con em là nó không có nói được và cũng hay bị khai thông vùng họng này, thì em mới lấy cái đó em chà trên cổ cái cổ, những cái hình dòng cổ chà hết. Mà lúc em chà thì em quên nghĩ về con của em, tự nhiên em chà cái đinh ấy, nó cứ lạnh ở cổ này, của anh ấy sẽ em cứ lạnh cổ, em ra nhớ là chưa có nghĩ đến con của mình á. Dạ, xong sau đấy thì mới nhớ ra nghĩ chà lên cổ của con ấy, nghĩ đấy. Thì khi em nghĩ tới con ấy thì sáng hôm sau em thấy là con em lưỡi rất bền. Thì bình thường con em nó không có đảo lưỡi hoặc là không có làm gì hết á, nhưng mà dạo gần đây sao, ủa anh ơi sao con của em sao nó cứ mở lưỡi ra để vậy, hay là bị bệnh gì? Thì mình mới nhớ ra là mình làm cái ảnh công đấy về cái phần hầu họng và khai thông cái lưỡi đấy. Thì em thấy đây là một trong những cái mà thật sự hạnh phúc, tại vì những bé mà chậm phát triển giống như con của em hay tất cả các bạn trong nhóm của em ấy, đa số có người nhiều khi mình cái sức của con nó yếu quá không thể giúp được ấy, tại vì họ liệt mà họ còn không có đụng được dụng cụ vào nó đau á. Thì sau khi mà em biết được ảnh công thì em thấy đây là một phương pháp có thể giúp cho những người giống như em hoặc là những người có hoàn cảnh không thể nào đụng dụng cụ vô người hoặc không biết để huyệt. Thì sau đó khi mà em được chia sẻ về file tâm ngôn của cô Lan Anh ấy, thì được sự cho phép ấy, thì em mới gửi cho cái nhóm của em, nhóm đó khoảng tầm mấy chục người ấy. Thì em bắt đầu em cho các bạn nghe thử, thì có những bạn mấy năm trời không ngủ được mà mình làm huyệt mãi không làm huyệt được đủ, tại vì dán huyệt lên thì em nó gỡ ra. Thì khi em cho cái nghe cái đấy thì các con ngủ ngon hơn, và có những bạn là con đang bị đau bụng và có những bạn là ở đau vai quá mà không làm gì cứ nằm nghe nghe nhạc thôi, mà lúc tỉnh dậy thì lại khỏe ra. Thì em thấy đây là một trong những cái phương pháp mà em rất yêu quý, và đến đêm hôm qua là em ngồi em viết cái bài đấy, em gửi nhóm liền để không tụt cái cảm xúc của mình. Dạ. Âm thanh trị liệu, đấy gọi là âm thanh trị liệu. Dạ, âm thanh trị liệu Bùi Quốc Châu. Dạ. Con made in Bùi Quốc Châu vô đấy. Có ca, có hát, có đọc, phải không? Là đang dùng âm thanh kia, âm thanh. Nhưng mà cái quan trọng là em mới nói là em mới chia sẻ trong cái nhóm đấy thì là có những người bạn của em mới nói là nghe thấm từng câu thầy nói, và nghe xong thì bạn ấy nói là khóc như điên thầy ạ. Tức là thấm những câu thầy nói, tức là giá trị của câu từ trong đó nó động chạm đến người nghe thầy ạ, chứ không phải chỉ có mỗi là dùng âm thanh trị liệu mà còn cái giá trị của những cái lời nói của thầy. Nói là lời nói nữa còn. Vâng ạ. Cái này mấy năm thầy làm với một cái cuộc học trò là ở dưới quê miền Tây Cần Thơ đó, cũng đọc đó, đọc tâm ngôn mà bà chữa bệnh được, đọc tôi nghe người ta nghe từ hết. Cái này thầy mới làm này, thành âm thanh trị liệu trong đó có nói đọc. Lớp chúng ta nếu mà ai mà chưa có file tâm ngôn thì xem bản là nam, và đây là cách dễ nhất để nghe và hưởng thụ thôi, cũng có thể là khỏi bệnh rồi thì tại sao lại không được nghe. Nằm nghe thôi mà thầy nói hay vô cùng, có nhiều bạn ấy nói là nghe rất là thấm, và nhiều câu nghe một câu là thấy tỉnh ngủ luôn. Cho nên là nếu chúng ta chưa có thì xin bạn thần Việt Nam, đây cũng là một may mắn để thầy cắt hồi nãy thầy muốn cắt gấp một cái được một ba phút rồi. Cái vấn đề đó hôm trước cho thầy cũng nói là bây giờ có thể mấy bạn quên, mấy bạn không có
ít khi đặt vấn đề tại sao thầy nghĩ ra ba cái này hay như vậy, đúng không? Không biết tại sao thầy nghĩ gì ba cái này. Đầu tiên là châm cứu, lấy kim châm vô người ta sao châm vô mặt. Tại sao vì cái HIV đó mà thầy sợ là lây bệnh cho người ta thì mới bỏ kim đi. Thầy mới đưa cái mấy dụng cụ thì làm mấy dụng cụ như bây giờ có đó, là cũng là hay rồi. Tức là từ chỗ kim là bỏ kim, bỏ kim là xong dùng dụng cụ dán cao xà lông bát. Bây giờ đây giảm dụng cụ xuống mà bắt đầu làm ảnh công rồi âm thanh trị liệu à, nhiều cái là vì sao? Tất cả cái bài học này rất lớn, thầy phải nhắc đi lại nhiều lần, là vì người khác mà làm, hoặc là nói vì người mà làm đó, phải vì ta mà làm. Còn bây giờ người ta khổ đau, người ta đánh nhau, giết nhau là vì ta, không phải vì người khác. Cái này từ cái chuyện nhỏ siêu ra chuyện lớn. Các con biết không? Thành ra trong đầu óc thầy lúc nào cũng nghĩ rằng hãy vì người mà làm. Tất cả những điều thầy làm mà các em thấy mà sao lạ quá, mà nó phong phú, mà đẻ ra đủ thứ chuyện, đủ thứ cho đời. Thấy không? Nào là từ đàn ngôn công, rồi tới ảnh công, rồi tới âm thanh trị liệu, rồi nhiều cái đó, thì tất cả là vì phải nghĩ đến người khác chứ không phải mình nghĩ đến mình. Còn mà thế giới bây giờ đảo điên mà nghĩa là gây nhiều cái tang thương là vì cũng nghĩ đến mình không? Hai này khác nhau lắm, thấy không? Thầy con nhận thức cái này để mà từ từ mình biết cái hướng nào là hướng đi của mình, hướng nào hướng không nên đi. Cái ích kỷ nó nghĩ đến mình không, nó là cái hướng không nên đi. Còn hướng phải vì người khác, nhưng tại đây làm đó mà qua cái ngã y học này nè, thì chúng ta đem lại cái hạnh phúc, cái bình an, phải không? Cái tự do đó, thì những cái đó cho loài người, cho con người nói chung, là khi chúng ta nghĩ đến người khác. Cái này rất lớn, cực kỳ vĩ đại. Khổ hay đau, khổ đau hay hạnh phúc là vì hai hướng khác nhau. Cái hướng mà nghĩ ích kỷ là egoist, mà tức là ích kỷ đó, nghĩ đến mình không là cái hướng nó hướng gây đau khổ cho triền miên. Còn cái hướng nghĩ về người khác, về ngay cả tạo vật, những sự vật xung quanh mình đó, chứ không phải con người không, trong đó có cả con vật hay là những cái cây cối hay gì đó, nói chung không phải là mình đó. Thì nếu mình nghĩ đến mình, tìm cái hướng đi giải quyết, thì nó đẻ ra những cảnh khác hoàn toàn, đem đến hạnh phúc, đem đến bình an, đem sự an nhiên tự tại. Mà cái này là những bằng chứng, cái mà các bạn kể này vậy đó, là những cái kết quả mà thầy đã thu được. Mà các bạn thấy nhẹ nhàng, thấy vui không? Thấy vui không? À vui. Dạ. Mà đỡ tốn tiền nữa chứ, đỡ tốn tiền mua dụng cụ nữa chứ. Đúng không? Mà không đau đớn vậy. Tức là thầy đi từ sự đơn giản quá, thầy càng lúc thầy càng đơn giản quá, phương pháp hơn. Để cho ai cũng có thể làm được, nước nhỏ là cũng được. Đó, đó là hướng đi của thầy đó. Mà thầy xin nói rằng tất cả thì từ ơn trên đã chỉ đạo cho thầy. Thầy gắn con chip vào đầu thầy đó, thầy gọi là gắn con chip vào đầu thầy đó. Rồi cứ thế mà mở ra thôi. Phải không mấy con? Thầy nghĩ vậy đó. Không biết có đúng rồi đúng không Lan? Thầy nghĩ vậy đó Lan. Gắn con chip, thầy bị gắn con chip vào đầu. Phải mượn thầy chứ, ở trên phải mượn tay thầy chứ. Đúng không? Vâng, vâng ạ. Thầy rất là hạnh phúc. Thấy không? Người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc gấp nhiều lần đó. Đó, sự thật. Cho nên mấy con bắt chước thầy nha. Bây giờ thầy dạy đâu quên đâu như đó. Thầy nghĩ rằng thầy làm cho người khác được, từng đơn vị, từng người biết rồi, thì các bạn sẽ bắt chước thầy, làm cho những người khác xung quanh mình đấy làm giống như thầy làm đó. Cái đó mới hay. Nhớ chưa? Thầy làm cho mấy con, phương pháp làm mấy con rồi. Sau bây giờ mấy con phải lấy phương pháp này lại làm cho tất cả những người chung quanh mình, hoặc là ở gần hoặc là ở xa, đúng không? Thì như thế mới là theo đúng cái lý tưởng của thầy, cái mong muốn của thầy là như vậy. Chứ một mình thầy làm đâu có nổi, mình thầy và mấy con thầy là học trò đâu có nổi. Mà mỗi một người học trò mà nó tâm đắc cái này rồi đó, là mình nhân rộng ra, nhân rộng ra khắp nơi trên thế giới này. Vì bây giờ nhân loại còn đau khổ nhiều lắm, còn đau khổ nhiều lắm,
không kể xiết đâu. Thì này là chỉ là khởi đầu thôi, rồi mới con tiếp nối theo, để sau này nó nghệ thuật sống của Hưởng Châu đang sẽ lan tỏa khắp thế giới này, và cái việc y đạo đó sẽ được ghi nhận, và dân tộc Việt Nam đó sẽ được các nước được ghi nhận cái công lao, ghi nhận cái đóng góp của mình đối với thế giới, đối với nhân loại đó. Mình phải nhắm cái hướng như vậy, phải có định hướng và phải có lý tưởng. Chứ bây giờ làm cái này mấy con thấy rồi, nếu mà làm được cái này mình coi có hơn tiền bạc không? Mấy con hưởng được cái này, các con có thấy hơn tiền bạc không? Trả lời. Không thì thầy ơi. Thầy ơi. Mặt con sáng mà tươi quá. Mà sáng dạ. Tươi mà mặt tươi quá, tươi quá. Thầy ơi thầy, bữa nay con chia sẻ với thầy một cái ca mà hợp công buổi sáng á thầy. Mới có mấy ngày trước thôi, tụi con vô phòng đó hợp công chữa cho một cháu nó nhỏ, nó phổi nó đang phải chụp oxy vậy nè thầy. Lúc mà con vô con thấy nó nằm nó yên ghê, nó nặng lắm. Mà ngày đó cái ngày hôm sau đấy nó thức dậy cái nó cỡ dưới mặt qua, nó dưới mặt mà kiểu mà dưới vách con nít thầy, cái con nít cháu mặt nó qua khỏi cái điện thoại. Cái bữa nay là thầy mới có mấy ngày thôi mà giờ nó nhảy tung dưới đất rồi. Mà còn nó nói gì đấy, còn làm gì nói nghe, nó làm gì để cho mấy bạn nghe coi, làm sao làm gì? Dạ chỉ là hợp công rồi anh chị năng lượng với mình làm gì ở đường dương á thầy, rồi với lại nha tới như người nè, tới như người nè. Dạ đúng rồi. Với lại niệm 2660 á. Bữa nay mẹ nó chia sẻ là nó còn biết thở, nó biết làm thủ công đó thầy, định công nhanh vô nước. Hay quá vậy, chúc mừng. Tới cái nhân đồng làm rút kinh nghiệm từ từ, có hiểu rút kinh nghiệm từ từ làm hay hơn. Rồi các bạn khác đi. Quá trời đấy. Con cháu đấu với con nó không ăn lại. Con xin mời sơ Thiên Anh chia sẻ. Dạ, con kính chào thầy tổ, chào cô Lan Anh và chào cô bác và chào thầy Linh. Con nghe rõ không ạ? Dạ, rõ. Dạ. Sau buổi học làm công của buổi thứ hai vừa rồi thì ngay đêm hôm đó em hành luôn cho một bé, tại vì em có trong rất là nhiều nhóm của viện chẩn thì em thấy một mẹ nhắn ở trong nhóm là có ai ở gần cái khu vực Đồng Nai này kia không thì giúp cho bé đó, thì em mới liên hệ với mẹ. Vậy thì mẹ gửi cho dì một cái ảnh của bé đi, để dì đang thực hành cái ảnh công đó, thì dì sẽ thực hành trên bé thử coi xem bé như thế nào, rồi mẹ cảm nhận từ bé rồi mẹ phản hồi lại cho dì xem thử coi nó có tác dụng như thế nào. Thì mẹ gửi cho em một cái bức hình của bé. Bé đó 27 tháng thì bé bị ho cũng lâu rồi, khá lâu, nhưng mà mẹ cũng học bé, mẹ không có cách nào để mà mẹ thực hiện trên bé được hết, vì bé không có cho mẹ làm, nên là chị đấy chị muốn là có người khác thì bé sẽ để chịu cho làm. Thì em mới thực hành trên bé thì đầu tiên em sẽ em dùng niệm công, em xin năng lượng của thầy tổ 3 lần chữa cho bé. Thì giờ em hỏi mẹ xem bé lúc đó như thế nào rồi, thì nói là bé vẫn còn ho, nhưng mà sau đó thì em làm cái bộ huyệt ho đờm cho bé, nhưng mà em gõ ở trên cái sơ đồ huyệt của trong cái sách ABC á, em gõ cái bộ huyệt đó trên trên đó cho bé một vòng. Và em hỏi mẹ thì nói là mẹ ơi, trên người bé có thay đổi gì không, mẹ sờ xem trên người bé có chỗ nào nóng hơn hoặc là lạnh hơn những chỗ khác không. Thì mẹ mới nói là bé bây giờ hiện tại là đang lạnh ở lưng, thì nói là lưng trên hay lưng dưới, thì mẹ mới nói là bị lạnh cái lưng ở trên. Thì lúc đó em sử dụng em thở cho bé 5 đường dương, thì lúc đấy em mới hỏi là mẹ ơi có cảm nhận gì không, thì nói là dạ dì ơi
Bây giờ bé nó hết lạnh rồi, cái lưng của bé nó ấm rồi. Và bây giờ bé nó ngủ ngon rồi. Cái lúc đầu tiên mà lúc mà dì chưa có làm cho bé, dì mới làm lần đầu tiên cho bé thì bé chưa có ngủ. Thì bé còn húng hắng ho, tức là trước đó ho rất là nhiều, đi chữa không hết. Thì lúc mà làm niệm công ba lần xin năng lượng của thầy đó, thì bé chỉ ho mấy tiếng thôi, bé ngủ ngon. Nhưng mà bé vẫn còn lặn người và thở khò khè. Xong rồi sau này thì mẹ nói là dì ơi, bây giờ đến bây giờ bé ngủ ngon luôn, mà từ trước giờ bé ngủ mà khò khè và bây giờ ngủ êm luôn. Nên là đó là cái dạ, đó là một cái trường hợp đầu tiên mà em làm cho bé. Và trong đêm đó luôn thì em cũng làm chữa cho một sơ bị ho khan, tức ngực, khó thở, người thì như là không có lực và lạnh hết người. Thì em mới nói là dì gửi cho con một tấm hình của dì đi, con đang thực hành thành công, con mới học xong. Thì khi mà dì gửi thì gửi hình trên điện thoại. Thì em tô màu ở trên điện thoại, em tô màu đỏ và 6 vùng ở trên cái điện thoại. Sau đó thì em dùng cái cây giọt xương, em ấn cái bộ thăng khí sơ ở trên cái màn hình điện thoại luôn, trực tiếp. Thì em hỏi là sơ bây giờ sơ cảm thấy như thế nào. Thì sơ nói là cảm thấy nhẹ lồng ngực và cái ấm người lên. Còn cái vấn đề ho thì nó chưa phải chịu lắm. Thì đó là hai cái trường hợp em làm một lần trong cái đêm thứ hai em học. Thì giờ em xin báo cáo. Quan nghiên sơ nha, em quan nghiên sơ rồi quá hay. Thấy không? Làm quá hay, làm rồi rất là tốt rồi. Cảm ơn sơ, kính thưa thầy tổ Châu. Nên là bây giờ chúng ta tham gia vào lớp huyền công là chúng ta còn sợ là người ta tin không tin. Ngày trước là chúng ta bảo em không tin không làm được đâu, không tin là không làm được đâu. Bây giờ không tin vẫn làm được như thường, không gặp mặt vẫn làm được như thường. Thầy tổ của chúng ta đặc biệt là ở cái chỗ đấy, là đúng, đấy là một trong sáu những cái tính chất mà không có cách nào có được. Đại chúng ai cũng có thể làm được và làm được cho bất kỳ ai. Là chúng ta có yêu người không, ta thật lòng yêu họ và mong muốn làm được gì đó tốt đẹp không thôi. Thế bây giờ không cần người ta phải tin. Trước đó thì bảo là không tin không cho đụng vào người, thế bây giờ không cần đụng vào người vẫn chữa được như thường. Chúng ta chỉ có thực hành. Cô Châu, cô Phạm Minh Châu là chỉ có không được học